Trung ương phối hợp cùng với Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Sunny PepsiCo Việt Nam và Trung tâm Giáo dục Phát triển Bền vững tổ chức tham quan trải nghiệm học tập về bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn nguồn nước và môi trường với chủ đề Hành trình cùng Miju bảo vệ môi trường năm 2023. Và đó cũng chính là lý do cho buổi sáng ngày hôm nay. Bạn ấy sẽ chỉ ăn các loài côn trùng thôi. Đừng, bạn ấy đang ngủ. Chúng mình thì ngủ vào ban đêm đúng không? Bạn rơi này ngủ ban ngày. Chút nữa khoảng tầm 5 giờ bạn sẽ thức dậy và sẽ bay ra ngoài. Và bạn ấy, đúng rồi, để đi kiếm ăn. Hôm nay mình được tham gia chương trình do Hội đồng đội Trung ương với hợp với các đơn vị tổ chức cùng Miju bảo vệ môi trường. Mình cảm thấy rất là vui, rất là thiết thực và bổ ích. Mình nghĩ đây là một chương trình bổ ích với bản thân mình và cũng có thể đem để giới thiệu cùng các em học sinh cùng tham gia cùng trải nghiệm. Cùng Miju bảo vệ môi trường thì con cảm thấy rất là vui và hào hứng. Khi mà tham gia chương trình thì con có nhìn thấy rất là nhiều thứ kỳ diệu, như là có rất là nhiều loại cây to, rồi có rất là nhiều muôn thú lạ. Con rất vui khi được tham gia bảo vệ môi trường của Miju vì ở đây con đã thấy được những điều mà ở nhà con chưa thấy. Con rất mong Hội và Trung ương sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc hành trình như thế này cho chúng con.